À rồi, cho em chào cả nhà mình. Ngày hôm nay là ngày buổi chiều 22 tháng 3 2024, thì cho em xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ. Dạ thì hôm nay thì thứ nhất thì trong video này thì em sẽ chia sẻ với cả nhà, thứ nhất là đại lễ cầu siêu, thứ hai là mời cả nhà theo chú Tiểu Hoa Viên xuống khu F4 để phép quay về ngôi mộ của hai anh em sinh đôi do không may trên đường đi học bị tai nạn qua đời tại Bến Cát, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại vì em quay một cái video theo yêu cầu của anh chị, sẵn hướng dẫn cho anh chị đường xuống đó luôn. Tại nhiều anh chị vô đây nhưng mà không biết đường xuống đó, thì trong cái video này thì mời anh chị theo chú Tiểu Hoa Viên nha, xuống ngôi mộ của anh em sinh đôi. Thì trên đường thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình đường đi thứ nhất, thứ hai thì em sẽ chia sẻ đến anh chị mình thêm những cái video mà khi mà lập mộ xong như thế nào của hai em sinh đôi nha. Thì hai em sinh đôi á, thì thuộc ở Bầu Bàng, đang học ở trường Lê Quý Đôn, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì cho không may là trên đường đi học thì một em đã bị tai nạn, hai em đã bị tai nạn và một em mất tại chỗ và một em trên đường xuống bệnh viện cấp cứu. Vậy không may hai em đã qua đời vào lúc buổi ngày 12 tháng 3 2024 vào lúc 13 giờ trưa, tức là 1 giờ trưa giờ. Là của người mẹ đơn thân, hai em học trường Lê Quý Đôn cấp 2, lớp 9, 16 tuổi giờ. Thì cũng được an nghỉ tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Rồi, thì ở ngoài đó, ở đây là trên đường nghệ sĩ này dạ. Đó là hướng qua mộ của Nam Vũ Linh. Thì mình đi chạy thẳng vào đây, từ ngoài cổng mình chạy thẳng vào đây. Thì tới đây có cái cục đá hướng ra cổng là tức là ngược lại. Thì nhưng mà mình hướng hết đường nghệ sĩ này thì mình sẽ rẽ trái. Rẽ trái là qua đây. Đó là mình chạy thẳng xuống luôn. Là sẽ thuộc là khu Y và khu F đó dạ. Thì sẵn đây trên đường thì mời cô chú chị theo chú Tiểu Hoa Viên nha. Đó, một đường này mình chạy thẳng xuống luôn. Xuống Lò Thiêu và khu Y, khu F và khu mộ gia đình và khu mộ gia tộc đó dạ. Thì cả nhà thì hôm em có cập nhật cho cả nhà mình đó, đại lễ cầu siêu và gồm những gì ra sao. Thì vừa rồi em cũng có quay một cái video cho cả nhà mình đó dạ. Thì tổ chức đại lễ cầu siêu thì một năm sẽ tổ chức một lần. Thì trong Hoa Viên á, thì một năm thì sẽ có hai đại lễ lớn, một là đại lễ cầu siêu, hai là đại lễ Ngưu Lang báo hiếu. Và thì Ngưu Lang báo hiếu thì sẽ được tổ chức vào ban ngày, và đại lễ cầu siêu thì sẽ tổ chức vào buổi chiều tối. Thì theo thông báo lịch thì ngày 6 tháng 4 2024 vào lúc 16 giờ cho đến 20 giờ, tức là ngày tổ chức đại lễ cầu siêu như hàng năm. Và nói chung đại lễ cầu siêu này tổ chức lớn như hàng năm, đều có tất cả các ngã tư, ngã ba đều có người trực an ninh hết. Nên nếu mà anh chị có dịp đến viếng người thân hoặc là đi tham quan hoặc là mình vô xem như thế nào thì mình vẫn vô bình thường nha. Cổng chính có bãi giữ xe hết, thì em sẽ cập nhật thêm cho cả nhà. Rồi thì mình xuống khu F4 thì dẫn một đường này mình chạy thẳng luôn nha, mình không có quẹo đâu hết. Mình vô đây thì sẽ có người hướng dẫn và vô miễn phí hết dạ. Nói chung là mình vô miễn phí, không có tốn cái gì hết. Hướng dẫn bãi giữ xe cho mình đều miễn phí hết. Đó, ở đây mình tới cái chẳng 2 nè, nằm giữa là chùa Thiên Phước Tự, tức là chùa Lưu Cốt. Mình chạy hướng bên tay phải nha, mình chạy hướng bên tay trái là qua khu mộ gia đình và khu mộ gia tộc dạ. Chùa Lưu Cốt đây thì tức là nơi lưu trữ những hài cốt và được chôn xung quanh chùa. Ở trong chùa thì lưu trữ, thì xung quanh chùa thì sẽ được chôn. Đây sẵn em vô em quay cho cả nhà luôn, em chạy ra đường đó nha. Đó, đây những hài cốt này dạ, được chôn xung quanh chùa nè. Đó. Rồi phía trong chùa thì sẽ được lưu trữ hồ nhẫn hũ ở trong chùa. Đó, đây là trong chùa. Rồi em sẽ quanh cả lại nha, quanh lại hướng sau đi. Đó, xung quanh đây toàn là chôn, xung quanh chùa được chôn những hài cốt bây giờ.
cống nè. Rồi mình sẽ quẹo qua cái đường mới nãy lại hết vậy. Rồi trên đường này mình vẫn đi thẳng nha, thẳng một đường cả nhà để ý bên tay phải giùm em, là trên đường bên tay phải có đường dây điện đó, đường cáp đó vậy, và những cái trụ đèn đó, thì những cái trụ đèn này sẽ dẫn trực tiếp xuống lò thiêu đó. Thì rồi mình chạy thẳng xuống luôn theo cái đường dây điện đèn này. Ở đây thì mình có thể mình quẹo phải, quẹo trái chứ, thì vô đền Vua Hùng đó vậy. Đó, mình quẹo trái vô đây là vô đền Vua Hùng nè. Đó, mình chạy thẳng xuống luôn, khu F3, F4. Ở đây bên ta phải màn hình của anh chị là khu Y1 cho đến Y8 vậy. Đó, đây là Y4, tượng Phật ở Y4. Một đường mình chạy thẳng luôn, chuẩn bị tới lò thiêu rồi. Thì cả nhà cứ yên tâm, khi mà tới đại lễ cầu siêu thì em sẽ cập nhật thêm cho cả nhà mình nha, và hướng dẫn cả nhà mình vô tham quan và vô như thế nào và đậu xe ở đâu. Đây là tháp chuông vậy. Rồi mình chạy thẳng luôn. Đây cây cột này là cây cột cuối cùng bên tay phải. Rồi hướng đây là dẫn vô lò thiêu, quẹo bên tay phải luôn là hướng mình đi vô lò thiêu hết vậy. Đó, quẹo bên tay phải là mình đi vô hướng lò thiêu. Đó, ở đây là vô thẳng lò thiêu hết vậy. Rồi mình hướng đi thẳng luôn là vô hàng tre, thì sẽ thuộc là Y6 cho đến Y8. Ở đây có cục đá luôn nè, Y6 này vậy. Thì nằm lò thiêu nằm giữa Y5 và Y6 này vậy. Rồi cả nhà để ý bên tay phải giùm em nha, thì sẽ có cục đá để tên khu. Nói chung là mỗi cục đá nhỏ nhỏ ở dưới nè, nó nhỏ chắc cũng không nhỏ, tên khu nè. Y6 xài 6 chấm mấy, rồi tới Y7, Y8 rồi vậy. Đó, thì ở đây là hướng vô khu F3 nè. Đó, F3 ở đây là hướng vô tượng Phật Địa Tạng nè vậy. Nó thẳng vô phía trong đó. Còn ở đây là nhà chờ Y8 nè, đi thẳng vô đó là nơi nghỉ mát và vệ sinh cá nhân. Đây là hướng vô khu F3. F4 mình nằm ở dưới đây thì thẳng xuống nữa vậy, là nằm ở phía sau Y8 á vậy. Phía cặp đường đó là thuộc khu Y, còn phía trong đó là thuộc khu F á vậy. Thì hiện tại mình đang đi xuống nơi mộ của hai anh em song sinh. Rồi ở đây mình quẹo đi vô đi hết vậy. Đó, nhà chờ Y8 nhưng mà hướng phía trên đó nha. Đó, và đây là hướng cái có tượng Phật và ngồi ở dưới cây thị hết vậy. Đó, mình vô lại tới tượng Phật này, tức bộng binh tượng Phật này, tức là gần tới ngay chỗ mộ hai em rồi đó. Buổi chiều giờ này tầm 6 giờ thôi vậy, trời vẫn còn sáng. Rồi mình rẽ trái cái bộng binh này, mình rẽ trái liền nha. Đây có con chim dễ bay bự vậy. Rồi vừa rẽ trái xong rồi tới cái ngã ba nữa, ngã tư, trong phần ngã ba đây, ngã tư đây, mình quẹo phải, quẹo phải vô. Đó, ở đây là cũng những cái mộ mới chôn mà vậy. Đó, em sẽ quay xung quanh một vòng ở khu F4 này cho cả nhà nha. Khu F4 thì sẽ có tên khu hết vậy, tức là F4.1.2.3.4 gì đó vậy. Đó, thì hai em, chỗ hai em á là F4.2, và cái hàng bên tay trái mình luôn đi thẳng tới. Hồi trước thì em quay có cho cả nhà là có che gạp, ở đây không có che gạp nè. Thì cũng có nhiều anh chị kêu Tiểu Hoa Viên quay và cập nhật cho cả nhà được biết ở nơi mộ của hai em song sinh do tai nạn qua đời.
không may bị tai nạn qua đời tại Bến Cát, Bình Dương dạ. Đó, bệnh khu, hiện tại khu ở dưới đó F5 hiện tại đang mở rộng thêm dạ, dài xuống Mỹ vô trong luôn. Và dạ, phía đây, dưới đây á, là khu là ở dưới đây là cặp bì gào hết dạ, cuối đường rồi. Đó, cái hàng cây đó là cặp bì gào cuối đường rồi, qua cái hàng rào đó là bị suối dạ. Nói chung là xung quanh đều có hàng rào hết. Và dạ, những chú nai hun này được xả xung quanh đây hết dạ. Rồi, đây là hai anh em cũng được an nghỉ kế bên nhau luôn dạ. Hai anh em song sinh, sinh đôi của một người mẹ đơn thân. Thì nói chung là hiện tại vẫn chưa có làm mộ nên em có chưa có thắp hương dùm cho anh chị nữa. Nếu mình có đi ngang á, thì nói chung là có đi ngang xuống khu á, thì em sẽ thắp hương dùm cho anh chị nào đã gửi cho em nha. Thắp hương dùm cho hai bé. Hồi trước em quay cái video trước là có gạp, nhưng mà bữa nay không có gạp rồi, gỡ gạp rồi. Nó khi mà đổ được đổ cái tấm lên xong, cái tấm đổ lên xong thì nó thì sẽ được làm cái chân, cái chân vậy. Đây như đi qua đây em chia sẻ cả nhà luôn nè ha, được làm cái chân như vậy nè. Đó, cái tấm khi mà cái tấm được đổ xong thì sẽ lên thêm cái chân đế, đó, cái chân đế. Xong bắt đầu sẽ lên cái phần mộ hết vậy đó, phần mộ thứ đó gì đó, và tấm bia dựng lên đó là mình đã xong một phần mộ. Ở những khoảng đá bên kia đó cũng chờ. Nói chung là khu ở đây đa số đó, là những ngôi mộ mới không à vậy. Anh đã thắp không kiếm mộ nào anh, khu nào? Phải khu tên khu và số thứ tự mới biết được. Đây là F4.2 là cái hàng này, hàng số 2. Mình đếm dài vô, mình đếm dài vô vậy, 1 2 3 4 nữa. Đây là khu F4. Rồi, em sẽ xuống cái khu trống ở dưới cho cả nhà mình nha. Và cái anh đó, anh cũng kiếm người thân nhưng mà không có tên khu. Tóm lại là cũng như là không có biết khu. Nên thì em sẵn đây thì em sẵn chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Khi mà muốn đến giếng người thân hoặc là muốn đến giếng quen, người quen gì đó, thắp hương hay sao đó, thì mình phải biết tên khu đó dạ, và số thứ tự mộ ra sao, ra sao. Nói chung là tên khu nè, và số hàng và số thứ tự, chỉ ba cái đó thôi rồi là sẽ chính xác ngay ngôi mộ đó luôn à. Đặc biệt ở dưới mỗi cái tấm bia nè, ở dưới hàng chữ sau cùng á, cuối cùng á, đều có tên khu và số hàng, số thứ tự hết trơn á, là chính xác ngay ngôi mộ đó luôn đó. Tùy theo tấm bia, tùy theo nó có hoặc là tấm bia không có hả dạ, thì có không có tấm này á, thì mình coi cái mộ cái bên hả dạ, tại cũng tùy theo chứ không phải là mộ nào tấm bia nào cũng có để vậy. Rồi thì video của em cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi ủng hộ cho kênh của chú Tiểu Hoa Viên, và cho em xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ ha dạ. Xong kết thúc một video, cảm ơn cả nhà.